Nay chúng ta làm món nộm sứa. Mua nộm như thế này bán sẵn ở siêu thị, đúng cái hiệu này là rất ngon, đã được thái sẵn và tẩm ướp gia vị rồi. Đây là món chính. Còn gia vị cho nó này: thịt lợn luộc thái nhỏ, thịt gà luộc thái nhỏ, trứng tráng mỏng thái nhỏ, lạc rang giã dập, vừng rang giã nhỏ, cà rốt thái chỉ, dưa chuột thái mỏng, kèm thêm có rau mùi, chanh, ớt, nước để trộn vào rất quan trọng. Ngần này nước một bát nhỏ như thế này, 3 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 1 thìa giấm với vài hạt muối. Bây giờ chúng ta bắt đầu trộn. Sứa trước tiên, ta trộn cà rốt, dưa chuột, bóp đều. Món nước ngon, món nước này để pha sẵn trước khoảng nửa giờ. Ta trộn đều và để khoảng 5 phút. Sau 5 phút ta bắt đầu cho nốt các gia vị cần thiết này. Vắt bỏ nước đi. Ngon quá, thế này là chúng ta sắp được ăn rồi. Nhớ chuẩn bị bia ngon nhá, bia tươi này, rượu trắng này, đừng uống nhiều quá mà say. Xong rồi cho thêm rau mùi lên trên. Xong. Vậy là chúng ta đã có món nộm sứa ngon lành cho nghỉ rồi. Chúc ngon miệng. Khi ăn thì tùy ý mà thêm chanh thêm ớt cho vừa miệng từng người.